Lời khuyên mà quý anh chị và các bạn nhận được của rất nhiều người đã khuyên quý anh chị và các bạn là đừng nên đầu tư vào vàng, đừng nên mua vàng mà nên đầu tư vào bất động sản, nên đầu tư vào mở các cái cửa hàng, các cái quán cà phê, quán nhậu để hoạt động kinh doanh. Lời khuyên mà quý anh chị và các bạn nhận được nhiều nhất đó chính là đừng mua vàng mà hãy đầu tư vào chứng khoán. Lý do tại sao quý anh chị và các bạn lại nhận được nhiều những cái lời khuyên theo kiểu như vậy mà rất ít những lời khuyên nói rằng là quý anh chị và các bạn nên đầu tư vào vàng, quý anh chị và các bạn nên mua vàng. Có rất nhiều lý do, nhưng mà lý do quan trọng nhất mà quý anh chị và các bạn thường nhận được những lời khuyên như vậy là bởi vì những người đưa ra lời khuyên cho quý anh chị em và các bạn muốn quý anh chị và các bạn cũng làm giống như họ. Và thông thường thì đại bộ phận quý anh chị và các bạn đều làm chung một thứ nào đó, thì về cơ bản thứ đó sẽ có khuynh hướng giảm giá hoặc là sẽ có khuynh hướng không đem lại cái lợi nhuận, lợi ích phù hợp cho quý anh chị và các bạn. Vậy chúng tôi thì sao? Trong rất nhiều những video nói về suy thoái kinh tế có thể xảy ra trong vòng một vài năm tới, trong rất nhiều những video nói về khủng hoảng kinh tế gặp phải trong giai đoạn 2018-2019, và cũng trong rất nhiều những cái video nói về thị trường bất động sản, chúng tôi đã trao đổi, chia sẻ với quý anh chị em và các bạn rất nhiều các vấn đề. Chúng tôi sẽ để lại một số đường link về những video nổi bật tiêu biểu ở phía dưới phần mô tả của video này để quý anh chị và các bạn tiện theo dõi lại. Thưa với anh chị và các bạn, chúng tôi đưa ra những cái nhận định, những chia sẻ, những cái cảm nhận của mình về thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, thị trường vàng và các hoạt động kinh doanh trong xã hội. Cũng mong rằng là những cái cảm nhận của chúng tôi đem lại những kiến thức hữu ích cho quý anh chị em và các bạn. Không mong những chia sẻ của chúng tôi tác động quá nhiều tới những hoạt động kinh doanh của quý anh chị và các bạn. Tuy vậy, chúng tôi vẫn nói những gì chúng tôi cảm nhận, chia sẻ những gì chúng tôi cho rằng nó là phù hợp. Chúng tôi cho rằng quý anh chị và các bạn nên đầu tư vào vàng trong giai đoạn 2020, giai đoạn 2021. Đặc biệt, chúng ta hoàn toàn có thể canh cái thời điểm của giá vàng suy giảm lại trong thời gian sắp tới để có thể xem xét mua vào và kinh doanh vàng miếng. Đó là một trong những kênh kinh doanh mà khá là an toàn, ổn định. Nếu quý anh chị và các bạn có nhiều thời gian vào Google, anh chị có thể tìm kiếm và tìm ra những cái lý do tại sao chúng ta nên mua vàng, lý do tại sao chúng ta nên đầu tư và kinh doanh vào vàng, thì chúng ta sẽ được trả về hàng vài trăm ngàn kết quả về câu chuyện. Họ sẽ nêu cho anh chị và các bạn rất nhiều những lý do. Tôi lấy ví dụ như là họ đưa ra cho anh chị và các bạn lý do là vàng là một trong những công cụ để đối phó với lạm phát. Đơn giản vì các chính phủ không phân biệt quốc gia có thể in tiền nhưng họ không thể in vàng, nên chính phủ rất ghét vàng và có khuynh hướng rằng các chính phủ trên toàn thế giới đều khuyên quý anh chị và các bạn đừng nên tích trữ vào vàng. Vì nó là một trong những công cụ hiếm hoi nằm ngoài cái vùng kiểm soát của chính phủ, nằm ngoài cái sự kiểm soát của những cơ quan quản lý về chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá. Và nếu các bạn hỏi cha mẹ các bạn thì sẽ hiểu ngày xưa nhiều gia đình nhờ tích trữ vàng mà có thể tránh khỏi lạm phát, nhờ có thể tích trữ vàng mà có những cái đợt đổi tiền cũng đều tránh được những cái thiệt hại do việc tích trữ vàng, nhờ đó mà đã trở nên giàu có. Chúng tôi thì không nói như vậy, chúng tôi không đưa ra những cái lập luận cảm tính như vậy. Các video trước chúng tôi đã nói về xu hướng của giá vàng trong vòng 30 năm trở lại đây đã tăng, đã giảm như thế nào, và video gần đây nhất về cái câu chuyện có nên đầu tư vàng khi suy thoái hay không thì chúng tôi đã làm rõ với quý anh chị em và các bạn lịch sử hình thành và phát triển của vàng, cũng như đưa ra những cái chia sẻ rất là chi tiết về lý do vàng nó hình thành và phát triển ra làm sao và lý do tại sao giá vàng có khuynh hướng tăng. Video này thì chúng tôi sẽ không nói nhiều tới cái chủ đề đấy nữa, mà chúng tôi sẽ nói một cái lý do mang tính chất thực tế hơn rất nhiều lần mà quý anh chị và các bạn sẽ cảm thấy hài lòng trong video này.
chúng ta có thể biết được rằng là người ta đưa ra những lời khuyên như vậy, chính phủ các quốc gia đưa ra những lời khuyên như vậy, cơ quan hoạch định chính sách đưa ra những lời khuyên kiểu như là chúng ta tích trữ vàng thì chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ không đem lại lợi ích gì cả, chúng ta sẽ làm tiêu ha, gọi là tiêu tiêu bớt cái nguồn tài nguyên, tiêu hao cái nguồn tài nguyên của quốc gia, không đem mà tiền bạc vào để xoay vần cho hoạt động kinh doanh. Nhưng chúng ta phải nên nhớ rằng tại sao có những lời khuyên như vậy nhưng trên thế giới các ngân hàng trung ương các nước đều dự trữ với cái tỷ lệ dự trữ ngoại hối bằng vàng là rất cao. Chúng tôi đã thống kê rồi. Và Mỹ, Trung Quốc, Nga, Đức, Pháp, Anh là rất nhiều những cái quốc gia lớn trên thế giới có cái tỷ lệ dự trữ vàng rất lớn. Vậy khuyên người ta không dự trữ vàng, tại sao các chính phủ các quốc gia lại dự trữ vàng? Là bởi vì vàng nó đóng được cả hai cái vai trò, nó vừa là phương tiện thanh toán, nó vừa là tài sản tích trữ. Bất động sản cũng vậy thôi, nhiều anh chị và các bạn đưa ra cái lời khuyên rằng là đừng đầu tư vào vàng mà hãy đầu tư vào bất động sản. Ở Việt Nam thì bất động sản cũng không kém gì vàng, tức là qua cái khoảng thời gian dài thì bất động sản có cái sự tăng giá rất là tốt, rất là tuyệt vời, đã đem lại những lợi ích thật sự là rất tuyệt vời cho cha ông chúng ta, cho những người đã kiên gan bền chí với câu chuyện đầu tư dài hạn vào đất, mua một miếng đất bỏ đó 5 năm, 10 năm, 15, 20 năm. Và vàng cũng vậy thôi. Vậy thì tại sao người ta lại vẫn có lời khuyên là hãy đầu tư vào bất động sản? Bất động sản về bản chất thì ngoài cái tính chất là những cái miếng đất, những cái vị trí, những căn nhà, những căn hộ ở nơi có thể mở quán kinh doanh, có thể mở cái dịch vụ để cho thuê mướn, thì phần lớn bất động sản của chúng ta chiếm tới khoảng 85% là không đem lại cái giá trị về dòng tiền. Chủ yếu đất thì cũng chỉ là đất, bản chất của nó là bất động, tài sản bất động. Thì nó cũng có khác gì vàng đâu. Nhưng điểm cốt lõi mà chúng ta nên nhớ rằng tại sao khi vào những thời điểm mà kinh tế khó khăn, khó có thể làm ăn kinh doanh bằng một số cái ngành nghề mà buôn bán bị vì do những cái bất ổn của nền kinh tế, khó có thể mở thêm nhà máy, mở thêm phân xưởng, khó có thể thành lập công ty, và hơn hết là khó có thể thanh khoản bất động sản, khó có thể thanh khoản ở các tài sản khác, thì vàng luôn đóng được một cái vai trò siêu quan trọng, đó là tính thanh khoản. Tính thanh khoản của vàng là nó không kém gì tiền mặt, bởi vì tiền mặt là một trong những thứ mà chúng ta được gọi là điểm cuối cùng của câu chuyện, đó là mọi thứ đều có thể quy ra tiền. Vậy chúng ta quy ra vàng thì vàng và tiền nó tương đương nhau, vàng là mẹ của tiền. Chúng ta đem vàng đi thanh toán bất kỳ vấn đề gì đều được. Chúng ta hoàn toàn có thể đem bán vàng lấy tiền hoặc là lấy tiền mua vàng. Đó là cực nhanh, trong vòng một vài giây chúng ta đều hoàn toàn có thể làm được điều này. Nhưng bất động sản thì sao? Thưa với anh chị và các bạn, bất động sản thì không thể. Khi bất động, tài sản mà bất động, tức là nền kinh tế có vấn đề, là thanh khoản của thị trường bất động sản có vấn đề, thì chúng ta nên nhớ rằng thanh khoản của thị trường bất động sản, đúng như từ mà người ta hay gọi cái sản phẩm này, đó là tài sản bất động. Đúng không anh chị và các bạn? Tôi nói đến đây thì anh chị và các bạn sẽ thấy được rằng là không chỉ đầu tư vào vàng, không chỉ kinh doanh ở vàng, không chỉ nắm giữ ở vàng để là một nơi trú ẩn an toàn, mà chúng ta đang đổi một sản phẩm, một tài sản có thanh khoản cao, một tài sản thanh khoản thấp từ bất động sản thành một tài sản có thanh khoản siêu cao. Và đây nó tương đương với tiền mặt. Vậy nhiều người sẽ bảo rằng là tại sao chúng ta không để tiền mặt, để Việt Nam đồng, rồi sau đó thì dễ đem gửi ngân hàng để có phần lãi. Thì thưa với anh chị và các bạn, trong một số thời điểm, đặc biệt là những thời điểm ví dụ khủng hoảng kinh tế 1999-2000, 2007-2008, thì chúng ta nên nhớ rằng lạm phát của nền kinh tế luôn cao hơn và nhiều hơn so với mức lãi suất mà chúng ta nhận được từ tiền gửi bằng Việt Nam đồng hoặc là các loại tiền khác trên thế giới cũng vậy thôi. Lạm phát sẽ có khuynh hướng tốc chạy nhanh hơn so với cái phần mà chúng ta thực hưởng, và do đó thì chúng ta gửi ngân hàng và với một cái khoảng thời gian dài thì chúng ta thường hay bị gọi là thiệt
thiệt thòi. Do đó chúng ta nên mua vào một cái tài sản nào đó mà nó hoàn toàn có thể bù đắp cho chúng ta được cái phần lạm phát. Lạm phát là gì? Lạm phát là cái phần giá tăng thêm với một số cái tài sản. Tôi lấy ví dụ như 10 năm trước, anh chị và các bạn chỉ phải mua một ổ bánh mì với giá 10.000 đồng. Thì vì lạm phát nên 10 năm sau, anh chị và các bạn hoàn toàn có thể phải mua một ổ bánh mì với giá 30.000 đồng. Bản thân nó vẫn là ổ bánh mì, kẹp vào phía trong ổ bánh mì là thịt, là rau. Nhưng vì lạm phát, vì cái tổng phương tiện thanh toán là tiền mặt có khuynh hướng gọi là tăng cao hơn so với nhu cầu thực tế của tổng sản lượng một quốc gia. Do đó thì nó dư cái phương tiện thanh toán, và phương tiện thanh toán dư thì chúng ta sẽ dẫn đến câu chuyện là các cái tài sản của chúng ta hiện có trong xã hội sẽ có khuynh hướng tăng giá nhiều hơn, giá cả sẽ đắt hơn. Đắt hơn không phải là do nhu cầu tăng lên, mà đắt hơn là do phương tiện thanh toán nhiều hơn. Đó chính là lạm phát. Còn một mặt nữa thì chúng ta phải nên nhớ rằng là ở cái câu chuyện chúng ta tích trữ vàng thì đôi khi quý anh chị và các bạn cũng sẽ nói rằng vàng thì cũng giống chứng khoán, cũng giống bất động sản, thì đương nhiên nó là một loại hàng hóa. Nó được coi là hàng hóa, nó vừa là mẹ của các loại tiền, nó lại có thanh khoản cao, nó lại được coi là hàng hóa. Mà đã là hàng hóa thì đương nhiên sẽ có tăng, có giảm. Có lúc nó sẽ tăng nhanh, có lúc nó sẽ tăng chậm, có lúc nó đi ngang, có lúc nó sẽ giảm. Nhưng như những video mà nói với anh chị và các bạn, chia sẻ với anh chị và các bạn ở những video trước, chúng tôi đã phân tích rất kỹ về chu kỳ của giá vàng. Tăng trong giai đoạn nào, giảm trong giai đoạn nào, tích lũy trong giai đoạn nào. Và chúng ta đang bước vào một giai đoạn giá vàng bước vào xu hướng tăng dài hạn. Muốn nói gì thì nói, chúng ta đều có thể đưa ra rất nhiều những cái lập luận về cái câu chuyện là khủng hoảng không thể xảy ra này kia, rất nhiều những lập luận. Chúng tôi chứng minh với anh chị và các bạn là cái câu chuyện của nền kinh tế thế giới đang bước vào một cái giai đoạn ngày một khó khăn hơn. Có 3 luận điểm mà chúng tôi sẽ chia sẻ trong video ngày hôm nay. Luận điểm thứ nhất, chúng ta biết được rằng chu kỳ 70 năm về suy thoái kinh tế 1929-1930 tới năm 2000 là tròn 70 năm. Đúng ra thì cuộc khủng hoảng công nghệ dotcom 1999-2000 đã đưa nền kinh tế toàn cầu vào một giai đoạn suy giảm kinh tế, tức là suy thoái. Tuy vậy thì với những cái kinh nghiệm học hỏi được trong suốt chiều dài lịch sử hơn 70 năm của nền kinh tế toàn cầu, thì các nhà tạo lập kinh tế trên toàn thế giới đã sử dụng các biện pháp cũng như là những biện pháp định lượng, biện pháp định tính, sử dụng những kinh nghiệm trước đó để thay đổi về chu kỳ dài hạn 70 năm một lần cho cái chu kỳ đại suy thoái kinh tế. Chúng ta đã delay được khủng hoảng kinh tế bong bóng công nghệ dotcom 1999-2000, chuyển dịch thêm 10 năm nữa tới cuộc khủng hoảng nhà đất Mỹ 2007-2008. Làm như thế nào thì không tiện chia sẻ với quý anh chị và các bạn trong video này. Tuy vậy, chúng ta lại thấy một chu kỳ 10 năm nữa được delay khi mà khủng hoảng nhà đất Mỹ 2007-2008. Những nhà tạo lập kinh tế, đặc biệt là những nhà tạo lập của Mỹ, đã sử dụng rất nhiều các công cụ đòn bẩy để có thể cầm giữ cái cuộc suy thoái kinh tế của Mỹ, kéo theo cái suy thoái kinh tế toàn cầu. Và nó đã thoát khỏi một cái cuộc suy thoái sâu, nó chỉ diễn ra trong khoảng một cái khoảng thời gian nhất định từ 2009 tới 2013, và đó nó đã kéo kinh tế thêm một nhịp 10 năm nữa đến năm 2018-2019. Thì chúng ta không khó để nhận ra rằng hiện nay các nền kinh tế trên thế giới đang gặp rất nhiều vấn đề, kể cả Mỹ, kể cả Trung Quốc, Nhật Bản và các nước trên toàn cầu. Cuộc khủng hoảng trong thời gian sắp tới có thể sẽ chưa diễn ra vào 2020. Có thể với cái sự hiểu biết của những nhà tạo lập kinh tế trên toàn cầu, có thể kéo giãn khoảng thời gian thêm 5 năm, 10 năm. Nhưng với những cái phân tích về kinh tế vĩ mô mà chúng tôi đã chia sẻ với anh chị và các bạn, thì không khó để nhận ra rằng chúng ta đang bước vào một cái giai đoạn cực kỳ gọi là đáng quan tâm. Đó chính là giai đoạn dư thừa hàng hóa trên toàn cầu. Chúng ta đang dư thừa hàng hóa trên toàn cầu, cộng với việc là
chiến tranh thương mại, khủng hoảng về thương mại quốc gọi là toàn cầu, khủng hoảng về 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 thương mại quốc tế sẽ dẫn đến các cái câu chuyện mà chúng ta khó có thể bằng những phép tính thông thường có thể nhận ra, đó chính là câu chuyện dư thừa hàng hóa ở các nhà máy, đặc biệt là các đại nhà máy ở Trung Quốc và một số nước được coi là công xưởng sản xuất của toàn thế giới. Bởi vì khi hàng hóa không được xuất đi, không được bán, công suất của các nhà máy thì luôn ở cái trạng thái là full. Với cái việc chúng ta chỉ cần xài rất ít lao động cho những nhà máy tự động đã có thể sản xuất ra rất nhiều hàng hóa trang thiết bị thiết yếu cho cuộc sống, cũng như chúng ta ngày nay không cần quá nhiều người trên cánh đồng, hoàn toàn có thể sử dụng máy móc từ máy bón phân, máy gặt, máy cấy, máy gặt và tất cả các loại máy của nông nghiệp đều có thể sử dụng, đã đang được sử dụng. Để chỉ cần một vài người điều khiển, chúng ta hoàn toàn có thể làm được cả hàng hecta, vài chục hecta, thậm chí vài trăm hecta và đem lại được cái năng suất cực kỳ cao do chúng ta có những cái công nghệ mới về về gen cũng như là những cái công nghệ về những hạt giống có năng suất cao. Do đó thì chúng ta bước vào một cái kỷ nguyên gọi là kỷ nguyên không cần quá nhiều nguồn nhân lực cũng có thể tạo ra được của cải vật chất đáp ứng cái nhu cầu cho toàn xã hội. Và chúng ta thấy được rằng nổi cộm lên để tiêu hao hết các loại hàng hóa cũng như nhân lực của toàn xã hội, chúng ta đang thấy được rằng có những ngành mà thiên về dịch vụ đang phát triển quá mạnh trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt là những cái ngành liên quan đến cái câu chuyện rất khó để có thể định lượng giá trị sản phẩm, công nghệ thông tin, các cái dịch vụ liên quan tới logistics, một số dịch vụ trung gian liên quan đến tiền số, tiền ảo hay là những cái dịch vụ mà nó chẳng liên quan gì tới cái nhu cầu thực tế về cái nhu cầu thực phẩm, nhu cầu về về gọi là trong cái tháp mà nhu cầu ấy, thì những cái nhu cầu cơ bản của chúng ta đã được đáp ứng. Chúng ta đang bắt đầu có những ngành nghề, những dịch vụ đáp ứng những cái nhu cầu trên job, tức là những cái nhu cầu về thỏa mãn của chúng ta, về nhu cầu về vui chơi giải trí của Facebook, của YouTube, nhu cầu về những cái loại hình mà thỏa mãn cái phần gọi là tự, nó gọi là cái nhu cầu lớn của chúng ta đấy, nhu cầu về về sự tưởng thưởng anh chị và các bạn. Đấy, thì chúng ta sẽ nhận ra được nhiều điều hơn trong cái câu chuyện này. Và một điều chúng ta cũng phải lưu tâm thêm là tại sao chúng tôi đưa ra có một video, rất nhiều quý anh chị và các bạn đã đồng hành cùng với Thắng ơi, đã có những chia sẻ, đã có những cái nhớ về câu chuyện là một video về, trước đó thì nói rằng là giá vàng có khuynh hướng sẽ suy giảm trong cái giai đoạn sắp tới. Rồi sau đó video sau thì lại nói rằng là giá vàng sẽ có khuynh hướng tăng trong dài hạn. Thì thưa với anh chị và các bạn, vấn đề nó nằm ở như thế này. Vấn đề thứ nhất, khi trong cái giai đoạn đầu tiên mà các nhà tạo lập kinh tế trên toàn cầu nhận ra được là cần phải có sự hỗ trợ nền kinh tế để tránh cái câu chuyện là có thể dẫn đến những cái suy giảm về mặt kinh tế, suy giảm, suy thoái trên toàn cầu, suy thoái ở các quốc gia, thì họ sẽ có khuynh hướng bơm tiền. Việc bơm tiền ra xã hội để hỗ trợ kinh tế, để hỗ trợ nền kinh tế yếu trong cái giai đoạn bất ổn kinh tế hiện nay sẽ dẫn đến câu chuyện dư cái phương tiện thanh toán trên toàn cầu. Bất kỳ quốc gia nào khi đưa vào cái câu chuyện là phá giá đồng tiền, khi đưa vào những cái chính sách để hỗ trợ nền kinh tế thì đều có khuynh hướng là dư, đưa vào nền kinh tế dư cái lượng phương tiện thanh toán. Và Fed nếu hạ lãi suất, các quốc gia khác trên thế giới cũng sẽ làm tương tự. Do đó thì chúng ta sẽ thấy được rằng là trong giai đoạn đầu của bắt đầu đưa ra những cái tín hiệu ban đầu thì phương tiện thanh toán trong nền kinh tế sẽ nhiều. Nhiều thì nó sẽ dẫn đến câu chuyện đấy, những cái kênh đầu tư liên quan tới chứng khoán, bất động sản, vàng sẽ tăng giá. Nhưng khi mà nền kinh tế được hưởng lợi đầu tiên khi mà cái phương tiện thanh toán tăng thì phải kể tới đó là chứng khoán. Sau chứng khoán thì đến bất động sản. Và khi họ đã trải qua một chu kỳ tăng giá của chứng khoán, bất động sản trên toàn cầu, không kể riêng Việt Nam, và thì sẽ có khuynh hướng dịch chuyển về những cái tài sản có tính phòng thủ rất là cao. Chúng ta không khó để nhận ra trong thời gian vừa qua thì trái phiếu chính phủ 10 năm của Mỹ đã được sự quan tâm rất nhiều của các nhà đầu tư trên toàn cầu. Và vàng cũng là một trong những kênh như vậy, đã dẫn tới giá vàng từ 1.200 mà lên tới 1.500. Hiện nay thì giá vàng đang có khuynh hướng chậm lại.
chậm lại trong cái việc dịch chuyển, nhưng việc tích lũy là đương nhiên, và sau đó thì xu hướng của giá vàng sẽ dịch chuyển theo hướng tăng trong giai đoạn 2020-2021 là điều tất yếu, lẽ tất yếu đầu tiên của cái chu kỳ kinh tế là vậy. Sau đó thì chúng ta sẽ thấy được cái câu chuyện đó là chúng ta sẽ có cái khuynh hướng là sẽ bị tồn, gọi là dư thừa cái hàng hóa, và khi dư thừa hàng hóa thì đó sẽ là nơi ngốn rất nhiều nguồn tài nguyên của toàn xã hội, dẫn đến một cái câu chuyện đó là phương tiện thanh toán của chúng ta sẽ bị bất ổn, sẽ bị thay đổi. Tức là các ngân hàng thì khi mà sợ cái câu chuyện là lạm phát leo thang vì bơm ra cái phương tiện thanh toán quá nhiều, dẫn đến các cái sản phẩm, các tài sản tăng giá quá nhanh thì lạm phát có khuynh hướng quay trở lại, và các ngân hàng trên thế giới sẽ rút tiền trong cái giai đoạn họ kích thích nền kinh tế để tăng cái việc là sản xuất hàng hóa, thì nó lại là lợi bất cập hại trong một cái nền kinh tế mà cầu có khuynh hướng giảm và cung thì có khuynh hướng càng tăng. Tôi lấy ví dụ như giá dầu là một trong những cái thứ mà anh chị và các bạn thấy rất rõ điều đó. Cái khả năng sản xuất dầu đá phiến cũng như cái khả năng mà khai thác dầu mỏ của các khối xuất khẩu dầu mỏ OPEC đã dẫn đến câu chuyện là cái lượng hàng hóa có thể sản xuất ra dư và nhu cầu thì không thay đổi và có khuynh hướng suy giảm, dẫn đến giá dầu trước đó đã giảm. Và đây cũng là một điều chúng ta cũng cần phải cảnh báo thị trường bất động sản Việt Nam cũng vậy. Nếu chúng ta tiếp tục sản xuất hàng hóa, tiếp tục phân lô bán nền, tiếp tục đưa ra những dự án, siêu dự án, thì chúng ta sẽ dẫn tới một cái nghịch lý của xã hội, đó là lượng hàng hóa đưa ra thị trường quá nhiều nhưng nhu cầu thì không đáp ứng được. Về bất động sản cũng vậy. Vậy thì vài cái lý do như vậy, vài cái trăn trở như vậy để chúng ta thấy được rằng là nếu khi đó, tại thời điểm đó mà hàng hóa tồn kho quá nhiều thì đại bộ phận những người giàu là các ông chủ các doanh nghiệp cũng như là những người siêu giàu trên thế giới sẽ có khuynh hướng bán bớt vàng, những cái gọi là vàng có thể coi là tiền, sẽ có khuynh hướng sẽ bị tồn kho và giá vàng lúc đó thì mới suy giảm. Và khi nó suy giảm thì để người ta hay nói một cái câu là để khi suy, muốn suy thì phải có thịnh trước. Thì trước khi suy thì phải thịnh. Vậy thì chúng ta nhìn thấy rõ là chứng khoán của Mỹ đã có một giai đoạn thịnh và có thể nó còn thịnh trong vòng vài quý sắp tới nữa. Sau đó thì mới có thể suy được. Quả bong bóng phải được bơm căng thật là căng, căng, căng và thật căng thì nó mới có thể bùm được. Và bất động sản Việt Nam cũng vậy. Có thể trong giai đoạn một vài năm tới nó còn có thể bơm căng thêm được một đoạn nữa. Giá vàng cũng vậy thôi. Nó hoàn toàn là những cái kênh cuối cùng về phòng thủ để khi mà vàng chạm ngưỡng 2.000 đô, thậm chí cao hơn 2.000 đô, thì lúc đó thì chúng ta mới thấy được cái thực chất của suy thoái kinh tế rõ nét hơn. Và lúc đó thì các trang báo trên toàn cầu mới đăng nhiều hơn. Bởi vì tại thời điểm đó, chúng tôi chưa biết chính xác là timeline là vào thời điểm nào. Nhưng tại lúc đó chúng ta sẽ thấy hàng hóa của Trung Quốc, của các nhà máy, của các cái đại công trường của Trung Quốc dư thừa nhiều cỡ nào. Lúc đó chúng ta sẽ thấy được một cái sự thay đổi về cái phương pháp cung ứng hàng hóa trên toàn cầu. Xưa đến nay các nước tư bản, đặc biệt là Mỹ và châu Âu, luôn có một cái cách bán hàng là sử dụng cái thương hiệu để có thể đẩy giá hàng hóa lên siêu cao. Chúng ta hoàn toàn có thể mua một quả cái điện thoại hoặc là một cái máy tính có thương hiệu của Apple với cái giá rẻ bằng 1 phần 3 hiện tại. Tuy vậy thì những cái thương hiệu này được đẩy cao lên vì chúng ta phải mua đắt vì cái thương hiệu. Nhưng với cái cách mà sản xuất hàng hóa của người Trung Quốc cũng như là việc mà dư thừa hàng hóa trong tương lai thì rất có thể chúng ta sẽ bước vào một kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên tiêu xài hàng hóa giá rẻ, và trong đó thì vàng cũng sẽ là một trong những thứ sẽ rẻ trở lại. Nhưng để trước khi nó rẻ trở lại thì nó cần phải đắt lên đã, rồi sau đó nó mới bước vào chu kỳ rẻ trở lại. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên like, share và hãy nhớ ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất và gửi về hòm thư của quý anh chị em và các bạn nhanh nhất. Đăng ký là miễn phí, đừng quên đăng ký để ủng hộ Thắng ơi đạt 100.000 sub trong thời gian sắp tới. Và anh chị và các bạn sẽ có thể sẽ cần và muốn nghe cái chủ đề gì thì đừng quên để lại bình luận ở dưới video này. Thêm một ý nữa là chúng tôi hiện nay thì có khoảng 30 ghi sách nói. Nếu anh chị và các bạn nào có nhu cầu về sách nói
gửi vào link cho quý anh chị em và các bạn, bởi vì chúng tôi không muốn công khai các cái đường link này ảnh hưởng tới cái việc hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và sản xuất về sách sách giấy. Do đó thì anh chị và các bạn nào thực sự có nhu cầu thì để lại địa chỉ mail, chúng tôi sẽ gửi link sách nói 30GB sách nói cho quý anh chị em và các bạn. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Một lần nữa chúc quý anh chị em và các bạn nhiều niềm vui, hạnh phúc và luôn đồng hành cùng với Thắng ơi trong thời gian sắp tới. Thân chào và hẹn gặp lại.